Đức vụ Việt Nam tại úc cho biết là vào ngày 16 tháng 7, chính phủ úc đã thông báo sự trở lại của ba loại trái cây bao gồm cam quýt và nho tại thị trường Việt Nam. Như vậy thì sau lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 1/2015 do những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến vi trùng từ ruồi giấm có trong hoa quả tươi, thì những loại trái cây này đã có mặt trở lại trên các kệ hàng trái cây của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Úc cho biết, Việt Nam đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an toàn sinh học, còn phía Úc cũng tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện an toàn sinh học để đáp ứng nhu cầu của Việt Nam. Phía Úc cũng nhận định, Việt Nam là thị trường xuất khẩu trái cây quan trọng và lớn thứ hai của Úc, việc mở cửa là thị trường cho các sản phẩm của Úc giúp giá thu mua trái cây tại vườn cao hơn, đồng thời người tiêu dùng Việt Nam cũng được đa dạng lựa chọn các sản phẩm nhập khẩu. Trong năm 2014, sản lượng xuất khẩu trái cây của Úc vào Việt Nam đạt trên 13.000 tấn, tương đương gần 41 triệu đô la. Vốn có mối quan hệ thương mại hai chiều mạnh mẽ, đầu năm nay, Úc đã cho phép nhập khẩu vải thiều Việt Nam sau khi loại quả này đáp ứng được các yêu cầu về an toàn sinh học của Úc.